Xin chào quý vị khán giả của STV. Một ngày mới bắt đầu. Cảm ơn quý vị các bạn đã thức dậy để đồng hành với chào ngày mới sáng nay. Thưa quý vị, câu chuyện về người dân làm giàu nhờ cây ăn quả có múi ở Mai Sơn và việc giữ gìn văn hóa trong trang phục dân tộc Thái sẽ là những nội dung đáng chú ý trong chương trình sáng nay. Bây giờ thì mời quý vị các bạn cùng chúng tôi cập nhật phần tin tức. Mặc dù dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến ngành nông nghiệp, nhưng 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước ước đạt 35,5 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt hơn 15,8 tỷ USD, tăng 14,4%, lâm sản chính đạt khoảng 11,97 tỷ USD, tăng 31,6%, thủy sản đạt gần 6,2 tỷ USD, tăng 2,4%, chăn nuôi ước đạt 345 triệu USD, tăng 17,5%. Nhóm đầu vào sản xuất khoảng 1,3 tỷ USD, tăng 31,6%. Về nhập khẩu, nhất là nguyên liệu phục vụ sản xuất cũng tăng mạnh, ước đạt 32,2 tỷ USD, tăng 41,6%. Do vậy, xuất siêu 9 tháng dù đạt hơn 3,3 tỷ USD, nhưng giảm 55,3% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc là 4 thị trường xuất khẩu chính của nông lâm thủy sản Việt Nam trong 9 tháng đầu năm. Hưởng ứng các đợt phát động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, thành phố Sơn La đã vận động các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã quyên góp ủng hộ các tỉnh miền Nam và huyện Phú Yên gần 1,1 tỷ đồng, 54 tấn lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác, góp phần tăng thêm nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đã tổ chức các đoàn công tác đón công nhân ở các khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Giang về địa phương đảm bảo an toàn, thực hiện hỗ trợ theo nghị quyết số 68 của Chính phủ, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch, đã hỗ trợ trên 40 triệu đồng cho 29 đối tượng F1 bị bệnh hiểm nghèo và 26 công nhân từ vùng dịch Bắc Giang trở về địa phương, hoàn thành chi trả 2 đợt hỗ trợ cho 219 người thuộc 3 nhóm đối tượng, gồm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không lương, hộ kinh doanh ngừng hoạt động, F0, F1 đã hoàn thành điều trị và cách ly với tổng số tiền gần 780 triệu đồng. Hiện thành phố đang tiếp tục thực hiện các quy trình để chi trả đợt 3 cho 65 người thuộc các nhóm đối tượng với số tiền gần 235 triệu đồng. Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua cả nước đoàn kết chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng chống dịch, về truyền thống đoàn kết, tinh thần, yêu nước của dân tộc, về hành động có trách nhiệm của công dân vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm ai ở đâu, ở đó, ở những nơi giãn cách xã hội. Với tinh thần mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động là một chiến sĩ, công đoàn các cấp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tự giác, thực hiện và vận động, thuyết phục đồng nghiệp và người thân trong gia đình chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là trong thực hiện nguyên tắc 5K và chiến lược vaccine, thực hiện giãn cách xã hội, đồng cam, cộng khổ, chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp, địa phương và đất nước, hỗ trợ giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn thách thức, tích cực tham gia lao động sản xuất với năng suất cao, chất lượng tốt, góp phần sớm ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và đời sống. Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, các chi hội, doanh nghiệp hợp tác xã, các thành viên hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sơn La cũng đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, công tác an sinh xã hội thông qua nhiều hoạt động thiết thực như đóng góp xây dựng nông thôn mới, làm đường, giao thông nông thôn, tặng nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm, ủng hộ những người già cô đơn không nơi nương tựa, nhận nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo đến các gia đình chính sách. Từ năm 2015 đến nay, hiệp hội cùng các chi hội, tổ chức hội thành viên đóng góp ủng hộ trên 3 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Riêng năm 2021, các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các chi hội thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã đóng góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 trên 1,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các chi hội và tổ chức hội thành viên còn tuyên truyền vận động hội viên tham gia các hoạt động an sinh xã hội do huyện và các tổ chức đoàn thể phát động với số tiền ủng hộ hàng chục tỷ đồng. Để giúp hội viên nông dân có điều kiện xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, trong thời gian qua, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển quỹ hỗ trợ nông dân,
các cấp hội nông dân thành phố đã tổ chức khảo sát các hộ có nhu cầu tham gia vay vốn, trong đó ưu tiên lựa chọn các hộ có tinh thần trách nhiệm cao trong việc sử dụng nguồn vốn, có nhân lực và các điều kiện khác để phát huy nguồn vốn. Đồng thời, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên, thường xuyên cử cán bộ nắm địa bàn kiểm tra, theo dõi quá trình sử dụng nguồn vốn của hội viên, nhằm đảm bảo việc hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát triển sản xuất hiệu quả, đảm bảo an toàn được vốn, không bị thất thoát, chiếm dụng. Đến nay, với tổng nguồn vốn gần 5 tỷ đồng, Quỹ hỗ trợ nông dân Hội nông dân thành phố đã tạo điều kiện cho trên 150 hội viên nông dân vay thực hiện 23 dự án mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm và góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Phụ nữ chiếm gần 50% lực lượng lao động chính của huyện Thuận Châu. Những năm qua, hội viên phụ nữ các cấp đã tích cực tham gia lao động sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc, phát triển đàn gia súc gia cầm và diện tích nuôi trồng thủy sản, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với đặc điểm từng vùng, tuyên truyền, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, thúc đẩy hợp tác liên kết trong sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Với các hoạt động trên, phụ nữ đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 48,9% năm 2015 xuống còn 30,16% năm 2020. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị các bạn, khai thác tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, hàng nghìn nông dân trên địa bàn tỉnh đã có những mô hình phát triển mang lại hiệu quả, trở thành những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các cấp. Ông Hoàng Văn Chất ở bản Cù 2 là một trong những hộ nông dân tiêu biểu ở xã Trường Ban, huyện Mai Sơn. Nhờ dám nghĩ, dám làm, ông đã mạnh dạn đầu tư trồng cây ăn quả có múi. Giờ đây, vườn cây của ông đã cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Gia đình là chuyển từ cây cà phê sang trồng cam là từ 2012. Cái điều kiện đất cát ở Trường Ban thì cơ bản nhất là cây cà phê vẫn là cây chủ lực. Nhưng mà cái điều kiện đất cát của gia đình, đất đai của gia đình với một số hộ ấy, trồng cam ấy là cái điểm này nó bị sương, hay thường thường cứ 4 năm bị sương muối một lần. Cho nên qua quá trình tìm hiểu, học hỏi sách vở này, đi các địa bàn ở các ở phía Bắc ấy, thì cái cây cam nó vẫn hợp ở trên đất Sơn La. Thì gia đình mới thống nhất với gia đình là chuyển sang trồng cây cam. Với quyết tâm làm giàu từ cây ăn quả, ông Hoàng Văn Chất, dân tộc Thái, sinh năm 1960 ở bản Củ 2, xã Trường Ban, huyện Mai Sơn, đã tích cực tìm tòi học hỏi kinh nghiệm về cách trồng, chăm sóc các loại cây trồng. Xác định để gắn bó lâu dài với cây ăn quả có múi, phải phát triển vườn cây theo hướng làm nông nghiệp sạch. Bởi vậy, ông đã thực hiện tất cả các quy trình về trồng, chăm sóc, thu hoạch đều tuân thủ theo quy trình Việt Gáp. Nói chung là cái riêng cây cam này thì làm so với các cây khác là nó mình phải đòi hỏi cái công sức, với hai nữa là đầu tư nó rất là lớn. Với hai nữa là đòi hỏi phải nắm bắt được kỹ thuật, quy trình chăm sóc ấy. Với hai nữa là cái giống má bây giờ nhiều nơi là thấy trồng rất nhiều cam nhưng mà nó không đi theo được cái nhu cầu của thị trường. Cho nên là gia đình thì cũng qua quá trình đó thì cũng nắm bắt được thị trường, yêu cầu của thị trường thì cũng chuyển đổi cái giống đi. Cơ bản bây giờ đã hoàn chỉnh rồi. Đến nay gia đình ông Chất đã trồng được trên 4,7 hecta gồm các loại cây quả có múi như cam canh, cam V2, cam C36, cam đỏ, cam Mỹ, bưởi da xanh, đồng thời duy trì 2 hecta cà phê mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Sau khi trồng được 5 năm ấy thì thu hoạch chính ấy thì 1 ha thì nó cũng vào tầm được khoảng trên 20 tấn quả. Cam chất lượng cái này là gọi là cam sạch mà, làm theo tiêu chuẩn Việt Gáp thì mình bán được giá hơn, với hai là cũng do mình khâu tiếp thị thì hàng năm thì trừ chi phí hết đi thì cũng 8-900. Nhận thấy nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, do vậy năm 2018 ông đã đề xuất với các cấp chính quyền để thành lập hợp tác xã Trường Tiến, do ông làm giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị.
Đến nay, hợp tác xã có trên 30 thành viên liên kết hỗ trợ nhau tạo thành vùng trồng và đã được cấp chứng chỉ sản xuất cây có múi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cũng nhiều đoàn đến tham quan cả huyện cả tỉnh đến thăm là cũng được khen ngợi. Xã thì cũng trao đổi với anh Hoàng Văn Chất thì để tăng phát triển kinh tế để mặt mạnh cho xã Trường Ban, để mức thu nhập của xã Trường Ban thì nó tăng mạnh. Năm nay đã hơn 60 tuổi nhưng người nông dân Hoàng Văn Chất vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi, vẫn tâm huyết với vườn tược, trao đổi hướng dẫn bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ông không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn giúp đỡ nhiều hộ dân trong bản, trong xã từng bước vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương. Khép lại câu chuyện ngày mới, chúng ta tiếp tục chương trình Chào ngày mới sáng nay với Góc cuộc sống. Thưa quý vị các bạn, để giữ gìn nghề thêu dệt truyền thống dân tộc Thái, từ năm 1994, chị em phụ nữ bản Thèn Luông, xã Trường Đông, huyện Yên Châu đã thành lập câu lạc bộ dệt vải thổ cẩm. Đây không chỉ là nơi để chị em chia sẻ kinh nghiệm, hoàn thiện tay nghề, mà còn duy trì được nghề truyền thống và mang lại sức sống mới cho thổ cẩm. Được thành lập từ năm 1994, trải qua 30 năm duy trì và phát triển, câu lạc bộ dệt vải thổ cẩm của chi hội phụ nữ bản Thèn Luông, xã Trường Đông, huyện Yên Châu là nơi chứng kiến nhiều lượt hội viên tham gia từ khi còn là con gái đôi mươi cho đến khi mái tóc đã điểm xương. Bởi yêu nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình nên mỗi lần thêu thùa họ quên cả thời gian. Càng làm càng say, tay càng dẻo, những tấm thổ cẩm mịn màng, đẹp đẽ cứ thế hình thành. Phụ nữ Thái chúng tôi được học thêu thùa nay từ thuở rất là bé giờ. Bây giờ được tham gia câu lạc bộ dệt vải thổ cẩm vừa đem lại kinh tế cho gia đình, vừa góp phần giữ gìn và quảng bá sản phẩm. Tôi cảm thấy rất là vui và tự hào. Người Thái coi thổ cẩm là một phần trong đời sống vật chất tinh thần của mình. Những đường nét hoa văn trên mảnh vải thổ cẩm thể hiện nét đẹp tâm hồn, tính cách của người phụ nữ Thái. Các hoa văn trên vải thổ cẩm thường được mô phỏng hình ảnh của hoa lá, cỏ cây, muôn loài. Những kỹ thuật thêu này rất công phu. Không chỉ ngày 1, ngày 2 là có thể làm được. Để có một sản phẩm đẹp, hoa văn phức tạp, nhiều khi người dệt phải mất vài tuần. Câu lạc bộ của chúng tôi thì làm đơn hàng theo đơn hàng đặt của ở dưới cửa hàng Grabling ở dưới Hà Nội. Và mỗi khi mà có đơn đặt hàng ở dưới kia lên là chúng tôi sẽ phân chia cho các chị em. Câu lạc bộ hiện có khoảng gần 100 mẫu sản phẩm, trong đó các mẫu thông dụng được ưa chuộng như khăn trải bàn, túi, ví, gối. Trung bình mỗi sản phẩm có giá khoảng từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng. Nhờ đội ngũ hội viên có kinh nghiệm, có tay nghề cao mà các sản phẩm thổ cẩm của chị em trong câu lạc bộ vừa bền, đẹp lại sắc sảo. Không chỉ được người dân địa phương tin dùng mà các khách hàng ở ngoại tỉnh và nước ngoài cũng rất thích. Trong thời gian tới thì hội phụ nữ sẽ nhân rộng và phát triển mô hình thêu dệt thổ cẩm, không chỉ quảng bá sản phẩm trong nước mà ở cả nước ngoài. Hiện thì sản phẩm của chúng tôi đã được trưng bày tại các hội chợ, bảo tàng dân tộc học Việt Nam hoặc là sang nước ngoài. Nhiều người trẻ tại đây vẫn đang kiên trì tiếp lửa nghề với mong muốn giữ gìn được hồn cốt của dân tộc và sẽ nối dài hơn sức sống của một nghề truyền thống đặc sắc của dân tộc Thái Tây Bắc. Vâng, không chỉ phục vụ cuộc sống mà các sản phẩm thổ cẩm do chị em trong câu lạc bộ dệt vải thổ cẩm bản Thèn Luông, xã Trường Đông, huyện Yên Châu sản xuất đã trở thành hàng hóa đem lại thu nhập cho thành viên câu lạc bộ. Tới đây thì chương trình Chào ngày mới hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc quý vị các bạn một ngày mới vui vẻ, an toàn và ngập tràn niềm vui.